Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời này, giá vàng trên thị trường thế giới lao dốc rất mạnh, giảm tới hơn 22 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ giảm là 1,22%. Hiện tại đang đứng quanh mức 1.792 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.784,60 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.820,32 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,14%, hiện tại đang đứng quanh mức 104,380 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 16.700 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,41%, hiện tại đang đứng ở mức 3,679% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,38%, hiện tại đang đứng ở mức 78 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã quay đầu giảm mạnh khi mà GDP của Mỹ được công bố tăng 3,2% trong quý 3. Trước đó thì giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, bởi những số liệu này có thể ảnh hưởng tới lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Với dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi đã tác động không tốt cho vàng, giá vàng trên thị trường thế giới đã lao dốc và tuột khỏi ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Theo phân tích của chuyên gia Rupert Rowling tại Kinesis Monday cho biết, vàng có vẻ như đang thể hiện tốt, nhưng một số yếu tố đã đưa ra cảnh báo về khả năng giá vàng khó có thể tăng thêm nữa ở mức giá hiện tại. Nếu dữ liệu cho kết quả không như dự kiến, vàng có thể giảm trở lại, theo chuyên gia Rupert Rowling nhận định. Trong khi đó thì tại châu Âu, một số nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu hay còn gọi là ECB đang ủng hộ mạnh việc tăng lãi suất nhiều hơn với tốc độ tăng của tuần trước để kiểm soát lạm phát. Dữ liệu từ 11 quỹ đầu tư phương Tây cho thấy số vàng thỏi của Nga trị giá tổng cộng 2,2 tỷ đô la Mỹ theo giá hiện tại đã bị đưa ra khỏi tài khoản của các quỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 11. Theo giới chuyên gia nhận định, động thái bán bớt vàng Nga của một số quỹ ETF càng làm phân mảnh thị trường mà trước nay vốn coi tất cả các loại vàng là như nhau. Lượng vàng cất giữ trong các hầm ở London do Hiệp hội Thị trường Vàng Thỏi London theo dõi đã giảm 468 tấn, tương đương 5%. Trong 11 tháng đầu năm, dữ liệu hải quan của Anh và Thụy Sĩ cho thấy số lượng lớn vàng đã đến Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác ở châu Á và Trung Đông. Các quỹ lưu trữ vàng đã bị thu hẹp trong những tháng gần đây do lãi suất tăng khiến hoạt động đầu tư vào vàng thỏi bị giảm bớt. Nhưng dữ liệu do Reuters tổng hợp cho thấy vàng Nga bị đưa ra khỏi các tài khoản với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với vàng của các quốc gia khác. Mặc dù các nhà quản lý tài sản chỉ nắm giữ một phần nhỏ trong tổng số vàng của Nga, nhưng điều này cho thấy có sự thay đổi. Một số quỹ cho biết họ không còn muốn nắm giữ tài sản nào liên quan đến Nga. Hai nguồn tin tại các quỹ hoán đổi danh mục hay còn gọi là ETF sở hữu hàng trăm tấn vàng cho biết họ muốn thoái vốn khỏi vàng có nguồn gốc Nga. Các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và phương Tây đang ngăn cản các quỹ nắm giữ vàng mới từ Nga. Nga là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, khai thác khoảng 330 tấn mỗi năm, trị giá 19 tỷ đô la Mỹ theo giá hiện hành. Các chủ ngân hàng cho biết số vàng Nga bị đưa ra khỏi các quỹ như vậy thường được giao lại cho các chủ sở hữu khác ở cùng địa điểm, nhưng một số lượng vàng đã được chuyển đến châu Á, nơi nhu cầu tăng mạnh trong những tháng gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ngày 22 tháng 12, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 100.000 đồng trên lượng so với kết thúc hôm trước đó. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội không đổi và giá vàng miếng của Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Tương tự như vậy thì giá vàng nhẫn cũng tiếp đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá nhẫn bộ số 9 được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 53,2 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 54,2 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng so với phiên trước đó. Còn giá nhẫn tại PNG ở mức 53,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,4 triệu đồng trên lượng bán ra, cũng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Mặc dù thị trường vàng thế giới quay đầu giảm mạnh, tuy nhiên với thị trường vàng trong nước chưa đến giờ mở cửa, do đó mà hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng trong nước thời điểm này chưa có điều chỉnh về giá. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. Đơn vị đỏ ở đây là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.590.000, bán ra 6.680.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000. Doji Hà Nội mua vào 6.585.000, bán ra 6.680.000. Phú Quý SJC mua vào 6.590.000, bán ra 6.675.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.592.000, bán ra 6.673.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.690.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.590.000, bán ra 6.660.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.585.000, bán ra 6.680.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng chưa có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. SJC Huế mua vào 6.607.000, bán ra 6.693.000. STC Bình Phước mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. STC Long Xuyên mua vào 6.612.000, bán ra 6.695.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá sau khi được điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.320.000, bán ra 5.420.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.320.000, bán ra 5.430.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.310.000, bán ra 5.380.000. Vàng 24K mua vào 5.196,7 nghìn, bán ra 5.326,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.850,4 nghìn, bán ra 4.050,4 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.951,9 nghìn, bán ra 3.151,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.058,7 nghìn, bán ra 2.258,7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.